Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Giới thiệu đi em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Thị Diệu, em đến từ Đồng Nai. Em 32 tuổi và em đang là giáo viên của một trường tiểu học ở Đồng Nai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Võ Công Quang, 34 tuổi ạ, quê cũng ở Đồng Nai luôn. Rồi bây giờ thì hiện đang công tác tại công ty điện máy Nguyễn Kim ạ. 34 tuổi rồi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi Toàn? Dạ, mối tình thì có 2 mối tình rồi, nhưng mà yêu đơn phương thôi, chứ không có sâu sắc. Không có sâu sắc. Rồi bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vẽ khá đẹp, đặc biệt là đẹp trong mắt của học sinh tiểu học. Em là người phụ nữ của gia đình, nấu một số món ăn và trưng bày cũng khá là đẹp. Điểm yếu của em thì là em đôi lúc hơi nóng tính, cũng có nói nhiều. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. 2 mối tình, chia tay bao lâu đẹp? Chia tay cách đây 3 năm rồi chị. Nói thế mạnh, thế yếu. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn đi. Chị biết luôn. Điểm mạnh của em thì làm việc nhà được. Thôi. Nấu ăn được. Tức là làm ở trong nhà làm gì cũng được hết á. Giặt quần áo con cái rồi giặt áo vợ. Dạ, dạ được. Cũng biết hát bolero. Bolero. Dạ. Làm câu nghe thử coi. Bolero luôn. Dạ, em xin hát một đoạn trong bài Hỏi Vợ Ngoài Thành. Rồi bắt đầu. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm. Thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao ly trúc bơ lâu. Xưa đã cùng em tươi vườn trâu, bên nắng hàng cau xanh rạt rào. Bên giàn thiên lý bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Hay. Cơ duyên nào mà bạn biết đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Do em trai của em giới thiệu xong rồi là đăng ký cho em tham gia. Bên đây, có bên em đây trai nó nhỏ quá, bên đây không có nghe gì trơn á. Em trai coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thích quá. Trời em, trời ơi xinh đẹp quá mà nó đăng nhỏ ký quá. Cho chị. Đầu tiên là em không có biết chương trình. Xong rồi là em trai em coi rồi thấy rất là hay. Và thấy cái độ ế của chị là cũng đến đỉnh điểm rồi. Nên là vừa nói là phải đăng ký bằng được cho chị tham gia. Để... chị khoái không? Dạ khoái. Quan trọng là chị khoái được rồi ha. Rồi bây giờ chị khoái tìm một người đàn ông như thế nào? Về hình thức thì em thích bạn nam đó là cao từ 1m7 trở lên. Gì vậy? Gì bên kia cười vậy? Bên kia hơi lùng hay sao? Nhưng mà cao hơn em chứ à? Cao hơn. Cao hơn luôn hả? Ừ. Cao hơn mà dưới cũng cười nữa hả? Ừ. Rồi gì nữa em? Tính cách thì mạnh mẽ, nam tính, quyết đoán. Em không thích đòi hỏi. Anh Linh là không có thích mấy cô nào mà nói công đậy đâu. Nghe cái giữ hối tôi vậy. Không, nhưng mà anh Quỳnh Linh không phải đầu hói mà anh nữa là chán hơi cao thôi. Oh, được. Cảm ơn em. Mời con gì nữa không? Ừ, hết rồi. Hết rồi phải không? Nhiều đó thôi, không có lẽ nữa. Đúng rồi, không biết thôi. Để coi kiểm tra coi có hói không. Ủa hói rồi. Có mấy cộng cũng được. Tôi coi có cao được nhiều mà sao nói cao mét 7 mà dưới cười cái rần. Mang dài là cũng được lắm á. Đẹp trai mà. Đâu có làm gì dữ vậy ở dưới, bởi vậy đừng đánh lừa tôi nha. Vậy anh muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Dạ về ngoại hình á thì 1m50-55 trở lên là được rồi. Dư sạc. Da trắng, tóc dài chút. Dư sạc. Dư sức. Em thấy bên đó nói là đi dạy là em chịu rồi đó. Tại vì em thích giáo viên lắm. Bây giờ nếu như mà hai bên phù hợp với nhau hết thì bao lâu anh tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà tìm hiểu nhau thì càng sớm càng tốt. Tại em cũng lớn rồi, nhà dục lắm. Mà mình đã chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ nhà thì có sẵn rồi. Nhà có cửa hàng vật liệu xây dựng luôn. Ồ, sẵn trời. Em chỉ có đi làm thêm ở ngoài thôi. Ủa vậy là đi làm thêm nữa, vật liệu xây dựng nhà là ai coi? Bố mẹ coi. Bố mẹ coi. À vậy mốt mình về mình làm dâu ở chung bố mẹ luôn đúng dạ, không? Dạ thì bán hàng cũng, hai vợ chồng bán hàng cũng được. Dạ. Muốn làm rồi. Được không em? Làm dâu được không? Dạ được. Em gái có đi với ai không? Dạ em đi với em trai của em và chị họ. Em trai em, cái người đăng ký cho em á phải không? Rồi chào dạ. Em. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cách Tường và chào quý vị khán giả. Thì em cũng thấy anh này cũng được, cũng hiền và cũng có vẻ như hợp với chị. Thì còn cần quyết định là ở anh chị thôi. Không, nhưng mà anh rể phải nói chuyện với em tương lai vài câu. Em thấy anh cảm thấy như thế nào về ngoại hình với lại cái tính cách của anh nói chuyện vậy thì có hợp với bên... Dạ thì em thấy anh là được, em thích ấy.
Được rồi, vậy là ổn. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau mà nói em thích là thấy được rồi ha. Rồi cảm ơn em. Vậy bạn trai mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại em trai của em. Ồ, chào em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Và chào các vị khán giả trong cường quay. Thì theo em nhận thấy thì chị này tính tình khá là hợp với anh em, có vẻ là bù trừ được. Chị cũng khá là hiền, nhanh nhẹn. Thì nếu mà hai người có thể thì sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Giờ chấm chị dâu là thang điểm 10 chấm được mấy điểm nè? Dạ theo từ nãy tới giờ thì cỡ được 8 trên 10. Tại sao này có cơ hội thì chị sẽ hậu tạ em sau. Thôi bây giờ kéo màn lên đi, nôn lắm rồi, cặp này được á, hợp lý rồi. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau, dễ thương lắm. Chào em. Anh thấy em rất là dễ thương so với anh tưởng tượng. Dễ thương xinh xắn, mà làm giáo viên nữa thì anh càng thích hơn. Cảm ơn anh ạ. Thì anh hỏi là không biết em cảm gì nhận về anh như thế nào? Ban đầu thì em cũng thấy mến. Bởi vì là em thấy anh cũng là hiền chuẩn cha. Đứng lên đo đi em. Tại cổ đang lo cái vụ chiều cao, đo cho cổ cái cổ yên tâm đi. Anh thì có 1m65 thôi, không được như mong muốn của em. Dạ. Kệ đo đi, đo một cái đi, coi sao, đứng vô. Được không? Được mà. Quên nữa, anh có món quà tặng em. Trời ơi. Nãy giờ quên, tại thấy làm giật mình tưởng đâu tặng. Hồi hộp quá cho nên quên. Dạ em cảm ơn anh. Theo em thì nếu mà quen nhau mà tìm hiểu nhau á thì dự tính là em có thể kết hôn lúc nào em kết hôn được. Nói chung là em không có quy định thời gian. Cả hai người mà cảm thấy là đủ chín chắn và là đủ để hai người về chung một nhà được thì là về, chứ còn không quá quan niệm là bao nhiêu thời gian. Mình tỏ tình một câu thì lãng mạn. Thật lòng thì anh lần đầu tiên là anh cũng cảm thấy có một người vừa dễ thương. Với lại tính cách dễ thương với lại rất là xinh xắn anh được anh gặp tại cái chương trình này. Thì anh cũng muốn rất tiến xa hơn nữa với em. Thì em có thể cho anh cơ hội để có thể là tìm hiểu, tỏ tình với em. Thì không biết em có đồng ý không? Em, dạ, em thì nói chung là em không có mong cầu một cái người mà đàn ông mà hoàn hảo về tất cả mọi mặt. Nhưng mà em lại mong muốn là cái người đàn ông đó phải dành cho em một tình yêu và sự quan tâm hoàn hảo nhất. Và nếu mà anh cảm nhận thấy anh có thể làm được điều đó thì em sẽ cho anh cơ hội. Cảm ơn em. Suy nghĩ cho kỹ nha, để tay vô nút bấm đi các bạn. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, mình quyết định xem mình có đồng ý bấm nút. Bấm nút có nghĩa là hẹn hò với nhau, trao cho nhau một cái duyên, tìm hiểu nhau đi đến hôn nhân. Bấm hay không tùy các bạn. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao ngơ ngác thế? Sao? Bấm rồi thấy sao? Nắm tay nhau cái đi rồi mới thấy được. Nắm chặt vô. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống 212 Lý Chiến Thắng Cinebox gửi tặng các bạn để ta có không gian lãng mạn hơn, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Đây là thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản, trị giá 1.000.000 đồng. Chúc các bạn may mắn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và một phần quà dành cho các bạn, đó là suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15.000.000 đồng tại áo cưới Milan. Rồi chúc mừng hai bạn, nắm tay nhau thật chặt và bắt đầu hẹn hò. Dễ thương quá.